giờ cùng Yuki xem thử cảm nhận của mọi người ở buổi workshop hôm nay thế nào nhé. Follow me. Anh Lâm, anh Dũng ơi, em làm phiền hai anh Xí được không? Cho em phỏng vấn tí là anh cảm thấy buổi workshop hôm nay như thế nào ạ? Rất vui. Sau khi tham gia cái buổi workshop hôm nay á, anh cảm thấy rất là máu lửa, rất là muốn hoạt động trở lại. Dạ, cảm ơn anh. Còn anh Dũng, sau khi mà anh chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình đó, thì anh thấy như thế nào? Anh thấy là thật tuyệt vời. Anh thấy rất là vui bởi vì là ít nhất mình cũng chia sẻ và đóng góp được một cái phần nhỏ cho cộng đồng của Việt Nam. Thì cảm ơn anh. Cho mình xin một xíu cảm nhận của bạn về buổi workshop hôm nay, bạn thấy như thế nào? Hôm nay buổi workshop mình thấy cộng đồng của em rất là vui và rất là vui những người quan tâm đến nghệ thuật về Turntablism và xuất trình nói chung tại Việt Nam. Hôm nay buổi chia sẻ của anh Dũng rất là bổ ích và rất nhiều kiến thức dành cho mọi người để có thể có một nền tảng tốt phát triển theo sự nghiệp theo đuổi về DJ nói chung cũng như là Turntablism. Cảm ơn bạn. Hôm nay cảm thấy rất là được nhiều kiến thức từ các anh. Em cảm ơn anh. Quá là vui luôn đấy chứ. Dạ, cảm ơn anh rất là nhiều. Lần đầu anh vào đây thấy anh em năng lượng của anh em Sài Gòn, anh em đến chơi mà với cái bộ môn này anh em hòa nhập một cỏ cháy quá tuyệt vời. Nói chung là buổi rất là hữu ích và tuyệt vời. Cảm ơn Pioneer Việt Nam. Cảm ơn anh.